Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại kênh BBT khám phá sở thích của mình. Như thế này các bạn, cái lô tiếp theo này là cái lô tiếp theo bắt đắc dĩ các bạn. Bởi vì cái lô ngày 5 tháng 9 của mình vừa mới lên đó, thì được rất là nhiều các bạn quan tâm, cũng như là các bạn chốt đơn rồi. Thì số lượng các em nó còn rất là ít, và những clip trước thì hầu như là không còn cá nữa các bạn. Để mà đáp ứng được cái nhu cầu cho tất cả các bạn thì hôm nay Thạch Anh tiếp tục lên một cái lô cá gồm 10 cặp Koi Yellow Galaxy các bạn. Thì tiếp tục là những cái cặp Koi Yellow Galaxy tơ các bạn ha. Những em này thì những cái mảng màu và cái bố trí màu sắc của em nó thì rất là hợp lý rồi. Cái form thì cũng rất là ok. Thì trước màn hình nhỏ của các bạn đây là em mã số 01 các bạn. Đó, em máy thì cũng tơ như là trống. Những em này rất là tơ các bạn nha. Thì như là giá trước đây các bạn, một cặp này thì Thạch Anh chia sẻ lại cho tất cả các bạn, giá của nó là 270 các bạn ha. Nếu các bạn lấy lẻ một em trống như thế này nè là 200k, và một em máy như thế này là 100k các bạn. Thì trong clip hôm nay Thạch Anh lên 10 cặp như thế này. Các bạn nào yêu cặp nào cứ inbox mã số cho Thạch Anh cặp đó. Cái quy trình thì mình đã chia sẻ rất là nhiều, hôm nay Thạch Anh xin nói lại nhé. Các bạn yêu cặp nào inbox cho mã số Thạch Anh cặp đó, và Thạch Anh sẽ kiểm tra, nếu còn thì Thạch Anh tiến hành chốt cá cho mình. Bên Thạch Anh cá không ship COD các bạn thông cảm nhé. Các bạn chuyển khoản cho Thạch Anh và Thạch Anh sẽ lên đơn gửi cho mình. Trong quá trình vận chuyển thì Thạch Anh có bảo hành cho mình các bạn ha. Tức là khi cá đến nơi các bạn kiểm tra xem có đúng cá của mình hay không. Cái thứ hai nữa là cá nó có khỏe mạnh hay không. Nếu mà có vấn đề sự cố gì thì Thạch Anh hoàn toàn chịu trách nhiệm các bạn. Thì sẽ thứ nhất là sẽ hoàn tiền lại cho mình. Thứ hai là đổi cặp cá mới cho tất cả bạn nếu các bạn có yêu cầu các bạn ha. Và đây mời các bạn ngắm cặp số 1 các bạn ha. Chiếc mã nhỏ các bạn, đây là cặp số 2 các bạn. Tiếp tục là Koi Yellow Galaxy. Thì các bạn nhìn thấy em trống này. Em trống này full khoảng 90% nè các bạn. Bộ đuôi của em nó hầu như là muốn full hết rồi. Đó, thì em trống này cực whip luôn các bạn ha. Và em máy, đây các bạn nhìn thấy em máy Galaxy trên lưng của em nó. Galaxy xanh và Galaxy trắng. Đầu thì cũng lên Galaxy rất là nhiều các bạn. Và em máy nó đã có trứng rồi các bạn. Đây, em máy nó các bạn. Thì cái cặp cá này cực kỳ whip nè các bạn. Nếu mà các bạn đam mê về cái dòng cọp, cái dòng ba màu yellow này á, thì các bạn chọn cặp này là rất là ok luôn nè. Cặp này nó già tháng hơn những cái cặp như số 1 trước đó các bạn. Thì em này là cái em lứa đầu tiên mình form. Thì form chắc khoảng được 2 tuần mấy rồi các bạn. Đấy, em trống cực lanh các bạn ha, sung cực sung luôn. Và máy đây. Tiếp theo là cặp mã số 03 các bạn. Đây các bạn nhìn thấy em trống này đi. Cái mảng màu nó bố trí rất là đẹp luôn các bạn, màu xanh, màu vàng, màu đen. Đó, thì cái mảng màu này nó bố trí trên thân của em trống này là rất là đẹp các bạn. Nó như là em cọp luôn các bạn. Bắt bạn nhìn ở cái kỳ dưới nha. Cái kỳ dưới hai tông chủ đạo là tông đen và tông vàng nó đang xen với nhau các bạn ha. Kết hợp với cái thân thì những cái gần ghi của nó nhìn y như là em cọp các bạn. Em này cái full màu của em nó chắc khoảng 85% các bạn, chưa full hết đầy đủ đâu. Nhưng mà đây là một trong những em trống cực kỳ whip đây. Quay qua tới em máy các bạn. Đây các bạn nhìn thấy em máy lên Galaxy rất là đều nè các bạn. Mạnh nha. Đó.
thì trên lưng của em nó Galaxy trắng rất là đều đây, và cái mảng màu vàng của em nó thì đang lên đây. Các bạn, tại sao Thành Anh không quay máy là lý do này các bạn. Các bạn thấy em chống nó được cái máy không? Bởi vì những cái chống tơ này nó rất là hăng các bạn. Nó tưởng đâu là những cái em chống khác đó, nó bắt đầu nó ngược. Thì những em máy rất là sợ. Thành ra là nhiều bạn hỏi tại sao mà không bỏ máy vô. Thì đây là một cái lý do các bạn ha. Thì đây, mình chia sẻ với các bạn, đây là cặp số 3 các bạn ha. Thì các bạn xem thử cái body và cái màu sắc của em nó có hợp với mình không. Nếu mà hợp thì cứ inbox cho Thành Anh, Thành Anh kiểm tra các bạn ha. Đây các bạn, tiếp theo là em mã số 04 các bạn. Đây các bạn nhìn thấy em chống và máy nhìn ghiền luôn các bạn. Em máy Galaxy đều hết chân hai bên ha các bạn ha. Phơm như là phơm chống các bạn. Và em chống này cũng không kém các bạn ha. Size những em này khoảng là 3.2 cm hết các bạn. Nó tơ nhưng mà size form to lắm. Mình xin nhắc lại các bạn nhé, nếu mà các bạn xem clip và bạn thấy em nào hợp với mình á, thì các bạn inbox cho Thành Anh về cái mã số. Trên từng clip thì Thành Anh đã đánh mã số trên đó các bạn. Những cái cặp cá này á, thì Thành Anh đang online các bạn. Tất nhiên là tất cả các bạn nào mà muốn chốt thì phải inbox cho Thành Anh trước về cái mã số để Thành Anh kiểm tra. Sợ là những anh khách nào đó đã chốt trước các bạn thì rất là phiền phức đó với mình. Thì để mình sẽ kiểm tra xong rồi mình sẽ báo lại cho tất cả các bạn để thực hiện giao dịch các bạn hen. Mình xin nhắc lại, cá Thạch Anh không ship COD các bạn. Các bạn chốt cặp nào các bạn chuyển khoản cho Thạch Anh cặp đó và Thạch Anh sẽ tiến hành lên đơn giao cho mình. Thì cá thì Thạch Anh xin nhắc lại, cá Thạch Anh ship có bảo hành các bạn. Tức là khi mà đến nơi đó các bạn kiểm tra, nếu em cá có nó không khỏe mạnh hoặc là không đúng size hoặc không đúng những em cá mà mình đã chọn lựa mua thì Thạch Anh sẽ hoàn tiền hoặc là đổi cặp cá khác cho mình nếu có yêu cầu các bạn ha. Các bạn yên tâm về vấn đề mà ship cá. Chiếc mã nhỏ các bạn, đây là cặp số 5 các bạn. Đây các bạn nhìn thấy em trống này không? Mảng màu 3 màu, xanh, đen và vàng. Nó bố trí rất là hợp lý đến với thân của em trống này. Em này full khoảng 80%, 85% các bạn. Đây, các bạn nhìn thấy không? Màu vàng của em nó đang lên đậm các bạn. Thì tại sao mà các bạn hỏi Thạch Anh đem những em cá full khoảng 85-80% này lên bán sớm vậy? Thì câu trả lời cho tất cả các bạn rằng Thạch Anh muốn tất cả các bạn tiếp cận đến những cái dòng cá đẹp với cái chi phí cực thấp các bạn, chi phí hợp lý luôn. Bởi vì khi mà những cái em cá này đó, nếu mà full 100% đó thì một phần lớn các bạn không có thể nào mà bỏ một cái số tiền lớn ra mua những cặp cá này như thế này được các bạn. Vì thế Thạch Anh đã lựa chọn những em này rất là kỹ, form và màu sắc, phân bố màu sắc rất là hợp lý. Mình nói thì nhiều nhưng mà các bạn nhìn thấy đi, em này nó không hợp lý chỗ nào, các bạn cho mình ý kiến nha. Thì đây là cái ý kiến chủ quan của Thạch Anh về cái chất lượng của em cá này. Thì cái form là cái màu sắc là cái bố trí nó rất là hợp lý. Nếu mà các bạn nào đầu tư thì đầu tư ngay bây giờ thì nó hợp lý về giá và hợp lý về chất lượng luôn các bạn. Tiếp theo đây là cặp số 6 các bạn. Đây các bạn nhìn thấy em trống của em máy nào, tơ măng luôn các bạn ha. Thì nhiều các bạn hỏi những cái cặp cá này còn tơ sung zin hay không. Câu trả lời cho tất cả các bạn là em này rất là tơ và sung, và zin thì có thừa. Bởi vì những em cá này tầm khoảng là 3 tháng hơn nữa các bạn. Thì mình đã từng chia sẻ rất là nhiều với tất cả các bạn rằng riêng những cái dòng koi gồm có koi Nemo, koi Nemo Galaxy, koi Yellow Galaxy, thì những cái dòng koi á, thì cái thời gian mà để full màu á, nó rất là lâu các bạn, nó tầm khoảng 4 đến 5 tháng á. Về cái phân bổ màu sắc và cái bố trí màu sắc thì mình không nói nữa, bởi vì cái đó là cái tiêu chí lựa chọn cá để form của Beta Thạch Anh.
Thì ở đây Thành Anh chia sẻ lên tất cả các bạn những cái cặp cá đại loại như thế này. Mời các bạn xem nha. Đây là mã số 06 các bạn. Các bạn thích thì cứ inbox cho Thành Anh để Thành Anh kiểm tra xem nếu mình còn không các bạn ha. Còn thì Thành Anh sẽ tiến hành chốt đơn với mình. Mình xin nhắc lại nhé, Beta Thành Anh không ship cá COD các bạn thông cảm nhé. Bởi vì ở đây mình ship cá thì có nhiều cái vấn đề để nói các bạn. Có nhiều vấn đề để nói mà mình cũng không muốn đi sâu vào cái vấn đề mà ship cá code hay không code. Ở đây mình không đặt nặng vấn đề việc mà đem cái lợi thế cạnh tranh bằng ship COD ra để cạnh tranh với nhau, mình cũng không có muốn làm như vậy. Bởi vì nhiều cái lý do, và lý do chính yếu nhất là đây là những em cá không có tội các bạn. Những em cá không có tội. Nếu mình ship một em cá đi cực là xa và để nuôi những em cá này thì đây là một cái tâm huyết của mình. Và mình ship đi đến nơi thì khách hàng không nhận, thì lúc đó cá quay đầu về thì không biết rằng em nó có sống được hay không các bạn. Bởi vì giả sử như mình ship Hà Nội khoảng 4 ngày thì quay về nó là 8 ngày thì hầu như là những em cá đó sẽ gặp sự cố ngay. Thì ra là đó là một cái tội lỗi mà Thạch Anh không muốn làm. Tiếp theo là em mã số 07 các bạn. Đây, em trống rất là whip các bạn ha. Những cái em trống tơ như thế này mà size của nó cực to nha các bạn ha. Size của em nó tầm khoảng là 3.2 đến 3.3 cm. Và em máy cũng không kém các bạn. Em máy size cũng form cực to luôn. Thì vấn đề ở đây là các bạn mua về các bạn hỏi như thế này ép được chưa. Câu trả lời là ép được các bạn. Các bạn ép một lứa đi. Rồi các bạn sẽ thấy màu của em nó full rất là nhanh. Riêng những cái em beta các bạn ép một lứa màu nó lên rất là nhanh các bạn. Đó là kinh nghiệm của beta Thạch Anh đó nha. Các bạn nào mà mua cá thì thứ nhất là nhìn em nó tơ hay không tơ, zin hay không zin là nhìn cá biết ngay. Thứ nhất là nhìn vào cái kỳ, cái khăn hoàng của em nó đó, thử có dài hay là có già chưa. Nhìn mặt biết ngay các bạn, nhìn mặt em nó móc hết trơn rồi, đó là những em cá già. Và thường là những em cá già thì cái tỷ lệ mà zin thì không còn các bạn ha. Và đây là mình xin nhắc lại các bạn, đây là cặp cá số 7 các bạn đó. Các bạn đặt hàng thì có qua ba kênh các bạn. Thứ nhất là kênh BVT khám phá sở thích của Thạch Anh. Cái thứ hai nữa là Facebook là Thạch Anh luôn các bạn. Cái thứ ba là số Zalo. Zalo của Thạch Anh là 0976585927 và cái số điện thoại là 0916076025 trên đây các bạn. Trên đây là cái số điện thoại, không phải là số Zalo của Thạch Anh. Thạch Anh không có dùng Zalo số này thường xuyên các bạn, nên ra là các bạn có nhiều người, có nhiều trong thời gian qua thì có nhiều các bạn đã nhắn tin qua Zalo số này, thì vô hình dung thì Thạch Anh trả lời rất là muộn các bạn. Mình xin nhắc lại số Zalo của Thạch Anh là 0976585927. Các bạn cứ add Thạch Anh vào đó thì Thạch Anh sẽ trả lời nhanh nhất cho các bạn ha. Chiếc mà anh nhỏ các bạn, đây là em mã số 08 các bạn. Tiếp theo là một em siêu phẩm các bạn ha. Thì bên đây trái mà nhỏ các bạn, đây là em trống các bạn. Em trống nhìn nè, đó các bạn thấy ngầu chưa. Những em này thì độ full màu của em nó tầm khoảng 85% thôi, nhưng mà các bạn thấy ngầu chưa. Đây là một trong những cái lý do mà coi Zalo Galaxy được nhiều người ưa chuộng các bạn. Thì nói về cái vấn đề coi Zalo một chút xíu, Thạch Anh đã lên 2 lần, 3 lần clip các bạn. Clip ngày 31, ngày 1 và ngày 5. Thì hầu như là có những cái em coi Zalo này hết. Mình muốn chia sẻ cho tất cả các bạn về cái coi Zalo này, những em cá chất lượng cao. Được rất là nhiều các bạn ủng hộ các bạn. Là hầu như là những em coi Zalo những trong clip mà mình đăng trước đó là không còn các bạn. Chính vì lẽ đó thì clip ngày hôm nay mới có này các bạn. Thì Thạch Anh tiếp tục đem những em cá form của Thạch Anh lên để chia sẻ với tất cả các bạn nữa. Thì Thạch Anh xin nhắc lại nhé, đây là em mã số 08 các bạn. Em trống cực chất nha. Và em máy đây các bạn, em máy cũng không thua gì em trống đâu. Đó, độ full màu của nó khoảng 60-70% thôi. Mình xin nhắc lại cái giá của những cái cặp này, đồng giá các bạn ha. Nếu các bạn chốt trên livestream ngày hôm nay
trên kênh BBT khám phá sở thích của Thạch Anh cũng như là trên Facebook, thì Thạch Anh sẽ giảm giá cho tất cả các bạn 270k trên một cặp các bạn. Và nếu mà các bạn lấy lẻ đó, một em trống là 200k và một em máy là 100k các bạn ha. Đó, đó thì là cái giá chung của 10 cặp cá ngày hôm nay Thạch Anh muốn gửi đến tất cả các bạn. Và trên mỗi clip thì Thạch Anh có đều đánh mã số của từng em, mã số của từng cặp cá và giá của em nó trên đó luôn các bạn. Các bạn yêu cặp nào các bạn inbox mã số cho Thạch Anh cặp đó và Thạch Anh sẽ kiểm tra và báo lại mình sớm nhất các bạn ha. Tiếp theo là mã số 09 nè các bạn, các bạn nhìn thấy em máy không? Máy cực to luôn các bạn. Đó. Máy này ham ăn lắm, có bụng bự và trứng cũng căng các bạn. Đó. Và đây là em trống đây. Đó. Tơ giả mang tơ các bạn ha. Em này cặp này là mã số 09 các bạn ha. Đây, mời các bạn xem cái form là cái body của cặp cá này nhé. Chiếc mã nhỏ các bạn, đây là cặp số 10 các bạn. Và đây cũng là cặp cuối cùng của clip ngày hôm nay Thạch Anh muốn gửi đến cho tất cả các bạn. Trong clip này thì Thạch Anh gửi đến tất cả bạn 10 cặp koi Yellow Galaxy size tơ cực tốt các bạn. Thì mình xin nhắc lại những cái cặp cá này đều đồng giá với nhau là 300k một cặp. Tuy nhiên trong clip và trong kênh BBT khám phá sở thích của Thạch Anh cũng như là Facebook, Zalo thì Thạch Anh sẽ giảm cho tất cả các bạn 10%. Tức là một cặp này về còn lại 270 các bạn. Nếu các bạn mua một em trống thì giá 200k, một em máy là 100k. Thì nếu mà các bạn yêu cặp nào các bạn inbox cho Thạch Anh mã số cặp đó, Thạch Anh kiểm tra. Nếu mà còn Thạch Anh sẽ tiến hành lên đơn và chốt cho mình. Các bạn lưu ý giùm Thạch Anh, cá Thạch Anh không ship COD các bạn nhé. Tức là các bạn chuyển khoản cho Thạch Anh và Thạch Anh sẽ tiến hành lên đơn và ship tận nhà cho mình. Cá thì Beta Thạch Anh ship mọi miền tổ quốc, miễn trong lãnh thổ nước Việt Nam các bạn ha. Beta Thạch Anh không ship ra nước ngoài. Cái thứ hai nữa là trong quá trình ship cá thì Thạch Anh có bảo hành trong quá trình nhận chuyển cho mình. Tức là khi mà chúng ta chốt đơn rồi đó, Thạch Anh tiến hành gửi cá và Thạch Anh gửi đến tận nhà cho tất cả các bạn. Khi mà đến tận nhà thì các bạn kiểm tra thì cá còn khỏe mạnh hoặc là đúng size đúng form thì ok. Còn nếu mà có một cái sự cố nào xảy ra thì Thạch Anh sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm bằng hai hình thức. Thứ nhất là hình thức chuyển trả tiền lại cho tất cả các bạn. Thứ hai là sẽ lựa cặp cá khác tương đồng đối với cái cặp cá mà các bạn chọn nếu các bạn có yêu cầu. Các bạn nhé, các bạn an tâm về vấn đề mà ship cá ra và lên đơn cho mình nhé. Vừa qua BBT khám phá sở thích Beta Thạch Anh Sóc Trăng đã gửi đến tất cả các bạn 10 cặp coi Yellow Galaxy. Nếu các bạn thấy hay, vui lòng đăng ký kênh, like và subscribe kênh ủng hộ Beta Thạch Anh nhé. BBT khám phá sở thích. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những clip tiếp theo.